Sau một ngày xôn xao câu chuyện bố mẹ Mai Phương nhờ luật sư tranh chấp giành quyền nuôi con gái Mai Phương từ tay Phùng Ngọc Huy và hai bảo mẫu, thì sáng nay Phùng Ngọc Huy đã có động thái lên tiếng đáp trả. Cụ thể, Phùng Ngọc Huy chia sẻ lại bài viết bảo mẫu chính thức đệ đơn kiện luật sư và vạch trần bộ mặt độc ác của bố mẹ Mai Phương, kèm dòng trạng thái: khi Mai Phương vừa mới qua đời, trong khi Huy chưa thể về Việt Nam, để tránh tạo thêm những chấn thương về tâm lý với bé Lavie, Huy đã nhờ hai chị em My tiếp tục chăm sóc trực tiếp cho bé Lavie, kết hợp với sự chăm sóc của bên ông bà nội. Hai chị em My đã hết lòng hết sức yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho bé. Sau đó được sự tư vấn của luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban phổ biến giáo dục pháp luật của Hội luật gia thành phố, Huy đã làm giấy ủy quyền chính thức thay mặt Huy để chăm nom, nuôi dưỡng, chăm lo, chăm sóc cho bé Lavie trong thời gian Huy chưa thể về Việt Nam vì giấy tờ bị chậm trễ do tình hình dịch bệnh tại Hoa Kỳ. Giấy ủy quyền này đã được hợp thức hóa lãnh sự của Lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 năm 2020. Thế nhưng, có rất nhiều người không biết thực hư câu chuyện có những ý kiến không chính xác về vụ việc, gây ảnh hưởng tới hai chị em My. Hai em đã vì con anh và Mai Phương mà phải chịu những áp lực và phiền phức. Tất cả những điều các em phải gánh chịu chỉ vì các em yêu thương và hết lòng vì sự bình an và phát triển lành mạnh của Lavie. Anh thành thật xin lỗi hai em và rất biết ơn hai em.